mắt lên đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ 21 lô đất ven biển Đà Nẵng đứng tên người Trung Quốc. Người lao động được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Thành phố Hồ Chí Minh, giá văn phòng cho thuê dự báo tiếp tục tăng. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc người Trung Quốc đứng tên 21 lô đất ven biển tại Đà Nẵng, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng làm rõ vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xử lý thông tin phản ánh 21 lô đất ven biển Đà Nẵng đứng tên người Trung Quốc theo đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo này được đưa ra khi báo chí đồng loạt phản ánh về thông tin này cuối tháng 9 vừa qua. Cụ thể, theo phản ánh của báo chí, dọc các khu đô thị ven biển thuộc khu vực sân bay Nước Mặn, quận Ngũ Hành Sơn hiện có 246 lô đất. Trong số này, có 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về phản ánh này, phía Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, trước đây, giấy chứng nhận quyền sử dụng những lô đất này được cấp cho người Việt Nam. Trong quá trình hợp tác làm ăn, người Trung Quốc góp vốn, đóng cổ phần nên được đứng tên. Vì vậy, Sở cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Việc có hay không dấu hiệu người Trung Quốc núp bóng thâu tóm đất đai sẽ thuộc về cơ quan điều tra. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm, trong đó có vấn đề vay vốn của người lao động. Nghị định 74/2019 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia Việt Nam về việc làlàm có hiệu lực thi hành từ ngày 8/11/2019. Theo đó, người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa 2 tỷ đồng một dự án đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên. Cơ sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm. Được biết, mức vay hiện tại đối với người lao động tối đa là 50 triệu đồng, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh là 1 tỷ đồng. Thời hạn vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm tối đa là 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách Xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận, căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với 4 nhu cầu vốn. Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương hạn chế tình trạng đô la hóa tại Việt Nam, từng bước thực hiện lộ trình chuyển dần quan hệ huy động cho vay sang quan hệ mua bán ngoại tệ được quy định trong thông tư 42/2018 của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, theo thông tư 42/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 24/2015, từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, các ngân hàng sẽ chấm dứt cho doanh nghiệp vay ngoại tệ chung dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu trong nước, ngay cả khi khách hàng có nguồn ngoại tệ thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là một trong những nội dung thông tư 42/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lộ trình siết hoạt động cho vay ngoại tệ, chống tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế, từng bước thực hiện lộ trình chuyển dần sang quan hệ huy động, cho vay sang quan hệ mua bán ngoại tệ. Được biết trước đó, ngày 31 tháng 3 năm 2019, các ngân hàng cũng đã dừng cho vay ngoại tệ ngắn hạn. Theo văn bản chỉ đạo số 3984 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, thành phố sẽ thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân mà không dùng tiền mặt. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội gồm lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp cho công chức, viên chức và người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.
Phương thức chi trả này nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng chính phủ điện tử và hoàn thành chỉ tiêu phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, bảo hiểm xã hội một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm hướng dẫn người hưởng bảo hiểm xã hội đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và tại điểm chi trả. Đồng thời, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM và giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Bảo hiểm xã hội thành phố được giao theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. Thưa quý vị, xuất phát từ thực trạng khan hiếm nguồn cung trong khi nhu cầu thuê văn phòng ngày càng tăng tại thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia nhận định giá thuê văn phòng tại đây sẽ tiếp tục tăng cao cùng với sự dịch chuyển địa điểm thuê ra ngoài khu vực trung tâm thành phố. Theo Savills Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong những thị trường sở hữu các văn phòng hạng A hoạt động tốt nhất khu vực châu Á, với công suất lấp đầy 98% và giá thuê gần 1,4 triệu đồng trên 1m2 một tháng. Thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoạt động tốt trong bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm, chỉ xấp xỉ 20.000m2 sàn dự kiến trong 2 năm tới. Như vậy, trong thời gian tới, các khách thuê cần văn phòng mới hoặc muốn mở rộng diện tích sẽ không có nhiều lựa chọn bởi nguồn cung hạn chế. Các công ty không thể chi trả nổi giá thuê đang tăng cao, rất có thể sẽ phải dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm. Bà Từ Thị Hồng An, Phó Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại Savills Việt Nam nhận định, do nguồn cung khan hiếm, giá thị trường văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo tiếp tục biến động tăng. Từ nay đến cuối năm 2020, chỉ có một dự án văn phòng hạng A chào thị trường. Trước bối cảnh nguồn cung tiếp tục khan hiếm như vậy, thì chắc chắn giá thuê sẽ diễn biến tăng, đạt trung bình khoảng 8% một năm. Có những dự án đã gần lấp đầy số khách thuê ghi nhận mức tăng giá thuê ấn tượng. Nguyên nhân của sự mất cân đối này đến từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là việc kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại. Trong 2 năm qua, các doanh nghiệp ngành tài chính, bảo hiểm và bất động sản đã tiêu thụ gần 100.000m2 diện tích thuê, đứng đầu về lượng tiêu thụ so với các ngành khác. Các nhóm ngành này do theo sau các nước trong khu vực nên vẫn còn chặng đường dài để phát triển với nguồn cầu văn phòng ước tính rất lớn. Sau mức tăng trưởng 6,82% trong quý 1, 6,73% trong quý 2, đến quý 3, nền kinh tế đã bứt phá với mức tăng trưởng lên tới 7,31%. Với đà này, các chuyên gia nhận định kinh tế năm 2019 có triển vọng đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 6,8% mà Quốc hội đề ra.
Theo Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng đầu năm ước tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm gần đây. Cụ thể, tăng trưởng GDP 9 tháng của các năm từ năm 2011 đến năm 2019 tương ứng là 6,03%, 5,1%, 5,14%, 5,53%, 6,53%, 5,99%, 6,41%, 6,96% và 6,98%. Các chuyên gia nhận định, động lực chính của tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm nay là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường với mức đóng góp vô cùng lớn. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung diễn biến khó lường, căng thẳng địa chính trị leo thang, mức tăng trưởng 6,98% khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, buổi họp báo thường kỳ quý 3 2019 của Bộ Xây dựng được tổ chức mới đây đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận bởi chính hàng loạt vấn đề nóng của ngành xảy ra trong thời gian qua, trong đó có vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các dự án ma của địa ốc Alibaba. Liên quan đến những dự án ma, chuyển nhượng đất nền, thông tin quảng cáo trái quy định của công ty Alibaba xảy ra trong thời gian qua, ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết, theo các luật liên quan như luật đất đai, luật đầu tư, luật xây dựng hay luật quy hoạch đô thị có thể thấy, các dự án của công ty Alibaba vi phạm ở tất cả các luật, do đó phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Ninh cũng chỉ rõ, trách nhiệm quản lý thị trường bất động sản thuộc về Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với Bộ Xây dựng, Bộ có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực thi pháp luật về kinh doanh bất động sản và phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát dự án. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm chính là đơn vị trực tiếp thanh tra, xử lý vi phạm, thu hồi, đình chỉ, tạm dừng, điều chỉnh và cho phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án vi phạm, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 11 về thực hiện các giải pháp để ổn định thị trường bất động sản, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng với chức năng quản lý nhà nước có các văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện nghiêm các giải pháp quản lý đất đai, tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản ở các địa phương. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị cũng như cảm ơn sự đồng hành của sàn bất động sản Maclen. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế và bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbientap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!